Có thể bạn chưa biết con lẫn mặt này tên là Stuffle. Nó là thiên tài vượt ngục và là con vật đầu gấu nhất thế giới động vật. Nhân viên đã nhiều lần phải đổi trường vì độ quậy phá và khả năng vượt ngục tinh vi của nó. Nó đã vô cùng nổi tiếng vì liên tục lẻn ra khỏi trường để combat với hai con sư tử. Và tất nhiên nó đã thua. Sau khi được cứu chữa tại bệnh viện thú y, nó lập tức vượt ngục để chiến tiếp. Lần này nó nhắm vào chỗ hiểm của con sư tử để trả đũa. Nhân viên đã phải chuyển nó tới nơi an ninh chặt chẽ để bảo vệ những con sư tử ra khỏi nó.